Giới thiệu về cái hệ thống làm mát và hướng dẫn các em cách tháo luôn cái hệ thống làm mát trên xe nhé. Nói về hệ thống làm mát thì ở đây thì trong quá trình nếu mà có xảy ra hư hỏng thì các em nên nhớ là sau khi kiểm tra nhé, hư hỏng ở chỗ nào thì ta tháo chỗ gì, chỗ đó, được chưa? Thì nói về hệ thống làm mát ở đây thì cái thứ nhất nó gồm có một là két nước, vì két nước này nó thường được bố trí ở cái đầu xe. Thì khi bố trí đầu xe thì các em nhìn từ đầu xe đây, nghĩa là nhìn thẳng vào đây là cái đầu xe, được chưa? Đấy, thì nó sẽ có bố trí là một là két nước, hai là và két điều gì, cái dàn nóng của điều hòa nhé. Thì bao giờ cái dàn nóng của điều hòa ấy thì nó nằm ở phía trước, do vậy sau này các em nhớ phân biệt nhé. Nếu nhìn từ đầu xe vào, cái đầu tiên là cái dàn nóng này, được chưa? Đấy, còn cái dàn thứ hai đó là chính là gì, là cái két nước của nó, được chưa? Này két nước thì lúc này nếu em muốn nhìn được két nước thì bắt buộc lúc này em phải gì đấy, nhìn ra về phía gì, phía sau này, được chưa? Ở cái xung quanh ở cái két nước này thì các em lưu ý này, nó sẽ có một cái quạt làm mát của cái gì đấy, két nước này, nghĩa là quạt làm mát. Thì trên con Camry này nó sẽ có hai quạt, một là quạt dùng để làm mát dàn nóng của điều hòa, hai là làm mát của két gì, két nước nhá. Thì đây là người ta gọi là quạt làm hạ nhiệt độ của két gì, két nước và dàn nóng nha các em. Đấy, thế thì đối với trong quá trình làm việc ở đây thì ví dụ như đối với cái két nước này của các em mà nó xảy ra hư hỏng ấy, thì ví dụ như là két nó có thể bị gì đấy, một là tắc, hai là bị bục két, cái nào có bị thủng đấy, nó sẽ làm, nếu bị thủng thì nó thường làm dò dỉ gì, nước ra. Thế thì để dò dỉ nước ra thì nó sẽ làm cho cái nước ở trên động cơ của em bị hao đi, và khi hao đi thì nó sẽ làm cho nhiệt độ của động cơ tăng cao lên. Và khi nhiệt độ tăng cao lên thì thường nó sẽ biểu hiện ở đâu, là các em có thể nhìn vào cái đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát trên động cơ, trên bảng táp lô nhé. Khi nó vượt quá giá trị thì chứng tỏ nhiệt độ tăng cao. Nguyên nhân có thể là do gì đấy, do két bị thủng làm dò gì nước, được chưa? Thế thì đối với cái trường hợp mà két bị thủng mà dò nước ở đây thì để kiểm tra thì nó cũng rất đơn giản. Ví dụ như em có thể là gì đấy, mở cái lắp két nước này ra này, được chưa? Em mở cái lắp két nước này ra, sau đó em nhìn vào bên trong này, nếu mà không thấy nước thì chứng tỏ thằng này đang bị dò gì, thế cái đang hết nước nhá. Đấy, còn nếu để em biết được cái két nó có thủng hay không thì các em có thể làm sao, đổ nước vào đây cho tôi này, được chưa? Khi đổ đầy vào đây thì nếu nó thủng thì nó sẽ chảy xuống gì, xuống dưới, thì nó đã chứng minh được luôn là két đang bị gì, bị thủng, được chưa? Thế thì do vậy nếu két bị thủng ở đây thì bắt buộc các em phải tháo két gì, két nước ra, được chưa? Đấy, thế để tháo két được nước ra thì cái đầu tiên là các em phải tháo các cái chi tiết liên quan đến gì đấy, két nước nhá. Ví dụ như ở đây nó có các cái đường ống dẫn nước này, các em nhìn nhá, đây là một cái đường ống dẫn nước hồi về két, nghĩa là nó được liên kết giữa két nước với cả mặt gì máy, nhằm mục đích là đưa nước về gì đấy két để làm hạ nhiệt, để cho khi nhiệt độ cao cái van hạ nhiệt mở nhá, được chưa? Cái thứ hai nữa là nó sẽ có một cái đường nước, nghĩa là đưa từ két vào trong động cơ, nghĩa là vào bơm, cái đường đây này nó nối được lối từ két nước này vào bơm, thì cái đường nước này người ta gọi là đường nước nguội, nghĩa là đường nước được hạ nhiệt gì độ rồi. Đấy, thì nghĩa là nó sẽ liên kết với cả két, do vậy bắt buộc các em phải tháo hai cái đường nước này ra. Nhưng lưu ý là khi tháo hai đường nước này ra thì các em phải xem là ở trong hệ thống điều hòa còn nước, à xin lỗi, hệ thống làm mát còn nước hay không. Nếu còn nước thì bắt buộc em phải xả gì, xả nước ra. Thế thì đối với xả nước ở đây thì các em học về lý thuyết em biết rồi, ở dưới, nghĩa là dưới đáy của két nước ấy, nó sẽ có một cái van xả nước, nghĩa là có một số két nào có van xả nước thì các em có thể là gì đấy, kích xe lên và gì, nghĩa là lâng xe lên và em nhìn tôi cái van, và sau đó em vặn cái van đấy ra để xả nước đi nhá, được chưa? Tại sao? Tại vì nếu mà khi em tháo các đường ống nước này ra thì có thể làm sao, nghĩa là nước ở đấy nó sẽ rớt lênh láng ra gì đấy xưởng, được chưa? Do vậy bắt buộc em phải xả nước trước. Đấy, thế thì sau khi em xả nước rồi thì lúc này làm sao em sẽ thực hiện tháo tôi hai cái đường này ra, đường nước này ra, được chưa? Sau khi tháo các đường nước ra rồi thì các em sẽ thực hiện là tháo tôi lốt, một là có thể tháo cái quạt dàn quạt dàn nóng này ra, nghĩa là tháo bộ quạt này ra, được chưa? Nghĩa là tháo hai quạt này xuống nhá. Đấy, sau đó thực hiện tháo két gì, két nước. Thế thì đối với một số xe thì còn ví dụ ở đây nó có một cái xà ngang của nó đây, nghĩa là cái giá đỡ của két nước hoặc là giá đỡ của các chi tiết như là cái cơ cấu khóa cốp này, được chưa? Thì có một số thì bắt buộc em phải tháo cái này ra, nghĩa là để nhằm mục đích tháo két nước cho gì, cho dễ nhá. Thì đấy là cái trong quá trình làm. Do vậy nên nhớ là muốn tháo được két nước ta phải tháo các chi tiết liên quan. Đấy, ví dụ như ngoài ra ở đây này, các anh nhìn này, đây nhá, đây là cái đường nước nó liên kết với đường bình nước phụ nhá, đây kia gọi là bình nước phụ. Thì các em hiểu cái chức năng của bình nước phụ nó dùng để làm gì rồi đúng không, nghĩa là dùng để giữ trữ nước nhá. Đấy, thì đấy là bắt buộc các em phải tháo tôi cái đường ống này ra nước này, được chưa? Đấy,
Thế thì sau khi ra hết các chi tiết rồi thì anh em thực hiện là tháo gì đấy? Két nước và hạ gì xuống. Nhưng ở đây tôi lưu ý này, ở giữa két nước nó lại có một số, ví dụ trên các xe mà sử dụng số tự động ấy, thì ở trên này nó lại có gì đấy, có hai đường liên kết với két gì, nước và số tự động. Được chưa? Do vậy bắt buộc em cũng phải tháo hai cái đường đó ra trước nhá. Tháo hai đường đó ra trước này. Khi tháo ở đây thì các em nên lưu ý là tháo ở phía dưới két nước chứ không được tháo ở gì, nghĩa là được tháo ở dưới két nước nhá. Sau đó để tránh trường hợp nghĩa là em lưu ý là không tháo ở trên cái đường ống vào gì và vào số tự động nhá. Được chưa? Nghĩa là hai đường nước có thể đưa vào làm mát số tự gì tự động. Được chưa? Thì em phải tháo tôi hai cái đấy ra trước nhá. Đấy. Thế thì sau khi em tháo hai cái đấy ra rồi thì ví dụ như nó ở dưới này mà mình sử dụng cầu lâng thì tốt nhất là các em gì lâng xe lên để ta gì tháo cho nó dễ nhá. Còn nếu không có thì em ngồi này thì đương nhiên em đứng ở đây em vẫn tháo được bình gì bình thường, nhưng nó hơi vướng một chút. Được chưa? Đấy, thì đấy là đối với thực hiện trong quá trình tháo két gì két nước. Và cái lưu ý này, khi em tháo cái quạt giàn lạnh ra nhá, tháo cái bộ quạt giàn lạnh này ra này, thì em nhớ là phải rút sắc điện hộ ra trước nhá, rút sắc điện này ra này. Được chưa? Còn cách thức rút sắc điện thì các em học ở phần điện em biết rồi, là em phải bóp sắc khóa lại để thực hiện làm sao rút sắc ra nhá, bóp cái sắc này này. Được chưa? Để thực hiện rút sắc thì sắc ra nhá. Đấy, thì đấy là đối với thực hiện làm sao ở trên két nước nha các em. Đấy. Còn tôi giới thiệu cái thứ hai về cái kết cấu của hệ thống làm mát, đó chính là bơm nước. Bơm nước thì nó được nằm ở phía đầu máy này, các em nhìn được chưa, nó nằm ở phía đầu máy này nhá. Và nó được dẫn động chính nhờ vào trục cơ thông qua gì đấy, một là dây cu loa, hai là đai cam nha các em, tùy vào động cơ nhá. Đấy, được chưa? Thì đối với bơm nước này thì các em tháo được ra thì nó tương đối vất vả nhá, tương đối vất vả này. Thì trong quá trình tại sao mà các em phải thực hiện tháo bơm nước ở đây, nghĩa là trừ khi cái trường hợp bơm nước của em bị gì ấy hỏng thì bắt buộc em phải gì phải tháo nhá. Được chưa? Đấy. Thì nó nằm ở phía đầu này nhá các em. Đây là chính là đường nước vào này. Các em nhìn đây là đường nước vào nhá. Được chưa? Thì cái bơm nước nó nằm ở phía gì? Bên trong nhá. Được chưa? Còn ngoài ra nữa thì nói về hệ thống làm mát của nó thì ở cái phía ngoài này thì ví dụ như là sau này các em làm nữa thì nó có một cái đường giới thiệu cho em một cái đường, đó là đường nước vào két sưởi của hệ thống điều hòa. Như một số người vừa nãy hỏi tôi giới thiệu ở trên động cơ đi nhá, thì ở trên một số động cơ nó sẽ có một cái đường nước vào két sưởi của điều hòa. Đây các em nhìn này, có hai đường đây nhá. Được chưa? Thì có một số động cơ nó sẽ được liên kết ở trên thân máy, liên kết ở trên thân máy. Được chưa? Nhưng đối với con động cơ căng di này của tôi này, các em nhìn này, nó vừa liên kết với cả cái đường nước tuần hoàn của gì đấy, của bơm nước nhá, và lại được liên kết với cả gì đấy ở trên mặt gì, mặt máy này, này. Đây là hai cái đường của nó đây, các em dòng nó vào là thấy luôn này. Được chưa? Đấy, thì đấy là đối với nó nhá. Thì cái đường nước này tại sao nó đưa ấn, nghĩa là nó dùng để đưa vào cái két sưởi của hệ thống điều hòa nhằm mục đích làm sao sưởi ấm bên trong cabin xe nhá. Đấy, nó là nhờ vào nước của động cơ, nhiệt độ của động cơ, thì nhiệt độ nước của động cơ nhá các em. Thì đấy là nó. Được chưa? Thì đấy là tôi cũng giới thiệu luôn là đối với trên hệ thống làm gì? Làm mát. Thì còn ngoài ra nó còn có bố trí các con cảm biến nhiệt độ nước làm mát. Con cảm biến nhiệt độ nước làm mát thì các em nhìn nó ở trên cái, nó thường được bố trí trên cái đường ống nước hồi về này này. Đây này các em nhìn này, con cảm biến nhiệt độ nước làm mát này. Được chưa? Nghĩa là ví dụ như con Camry thì nó nằm ở đây, thì giả sử như ở xưởng nhà mình thì có con Spark thì nó ở bên kia thì nó lại nằm ở trong khóc trong này nhá. Nghĩa là tóm lại vẫn nằm ở trên đường cổ nước hồi gì? Hồi về. Được chưa? Đấy. Thế thì tại sao giới thiệu cho bọn em nhằm mục đích sau này các em ví dụ như con cảm biến này hỏng ấy thì các em còn biết đường chỗ mà để gì đấy kiểm tra và gì thay thế đấy nhá. Được chưa? Đấy. Thì đấy là đối với hệ thống làm gì? Làm mát. Còn ngoài ra thì nó còn ví dụ như là ở trên hệ thống làm mát còn có một cái van hàng nhiệt. Thì cái van hàng nhiệt thì nó đối với con Camry này thì nó lại nằm ở trên cái đường nước vào nhá các em, nghĩa là cửa hút này này, cửa vào của nó đây này. Được chưa? Chứ còn cái chân đường nước hồi của nó lại không có con van hàng nhiệt đó. Đấy, như vừa nãy tôi đã giới thiệu ở trên cái mấy cái động cơ kia rồi nhá. Nhưng con Camry của tôi cũng nằm ở trên đường nước vào nhá. Do vậy sau này cái van hàng nhiệt này của em mà nếu nó có hỏng thì bắt buộc em gì đấy cũng kiểm tra và tháo cái thằng này ra, nghĩa là tháo cái đường nước này ra để thực hiện làm sao kiểm tra van và thay thế gì van nhá. Đấy, thì đấy là trong quá trình để thực hiện tháo cái hệ thống làm mát. Yeah, về cái kết cấu của nó nhé các em. Đấy.